Sinh nhật các bạn, hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn cách để chúng ta thanh toán học phí khóa học chinh phục tài chính thế giới tại website hoặc web câu lạc bộ triệu phú.com. Thì để thanh toán khóa học, bạn vào trong phần khóa học, bạn chọn vô phần là chinh phục tài chính thế giới. Thí dụ như bạn quan tâm khóa học chinh phục tài chính thế giới ngày 31 tháng 7 2016 thì bạn click chuột vào đây. Kế tiếp đó thì bạn kéo chuột xuống thì bạn sẽ thấy được là cái đăng ký là chinh phục tài chính thế giới. Thì cái lúc này ở đây bạn nên điền thông tin vào đây, bạn họ tên, bạn email của bạn, điện thoại và mã coupon nếu có để chúng tôi tiện liên lạc với các bạn. Và sau đó là bạn thực hiện việc thanh toán bằng cách là bạn click vào cái chữ buy now của cái PayPal. Thì lúc này nó sẽ dẫn cho các bạn đi ra đến cái hệ thống thanh toán của PayPal, ví dụ cho click vào đây buy now thì bạn sẽ được chuyển để đến tới cái bạn sẽ được chuyển đi tới cái trang quản lý và giao dịch của thanh toán của PayPal đây. Đó là thành công. Và một cách thứ hai nữa là ví dụ như bạn thấy cái banner giới thiệu về khóa học là chinh phục tài chính thế giới, thì ở đây là bạn chỉ cần việc click vào trong cái banner này cũng được, click banner ở đây hoặc banner ở đây cũng được. Ví dụ như bạn click banner ở đây đi thì bạn cũng sẽ được dẫn đến tới cái trang thông tin về khóa học vào chinh phục tài chính thế giới ngày 31 tháng 7 2016. Thì lúc này bạn xuống, mình kéo chuột xuống và bạn có thực hiện thanh toán giống như cái bước trên. Thì đây là những cách để có thể tiếp cận được cái cách thanh toán qua PayPal. Chúc các bạn thực hiện thành công.